Chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ làm một cái video là mình làm một cái chuồng thỏ mà có cái mái che cũ người ta nha các bạn. À, trước mặt các bạn là một cái chuồng thỏ, kích thước là cao lên 1,5 m các bạn. Kích thước là cao lên 1,5 m và bề ngang là 1,1 m, so bề hông là 75 phân các bạn. Cho nên mình sẽ quay một vòng quanh cái chuồng cho các bạn xem nha. Là tổng thể cái chuồng nè, và đây là sẽ làm hai bên hông là bằng tôn nha các bạn, tôn nè ha. Sau lưng cũng là tôn luôn, để ngoài trời nên là sợ nó mưa nó tạt ướt hết mấy con thỏ luôn các bạn. Nguyên đây là mặt sau lưng này, bên này bên hông các bạn. Rồi để mình lên trước mình cho bạn xem nha. Đây là mặt trước các bạn, đây là hết luôn các. Để mình đi gần lại cho bạn xem nha, mình mở cửa cho bạn xem luôn nha. Đây là nó có hai cái ốc để cột dây lại. Trong này là tôn đá, tôn các bạn, đá là cái lưới, đá là lưới. Mặt trước là tôn, là lưới, lưới luôn. Cái sàn này là lưới để thức ăn với đồ trên này. Cánh mà ha, có tay cầm nè mà. Thở vô cái chuồng này đây không? Đây cái chuồng nhỏ này, chuồng này biết nuôi được mấy con? Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, đẹp không? Sau đó là bên trên đây này, mình có thể bỏ được cái này cái kia lên đây đó, để đồ ăn rồi trên đây nè đó, để cái xài này này, đồ ăn lên đây, cám bả rau riết gì đó để đó, nó lớn hơn giờ nó chụp chiều lên nó ăn luôn á, nó gài chắc cũng được á, gài đẹp đúng không? Gầy cao cao lên này là vô là vừa, đúng không? Gầy cao thấy không? Gầy cao cao. Vô xíu nữa, khi vô. Cái kia vô được cái nào bên này vô được. Khác cho nó ăn rồi. Nó lớn, với cái khác. Đúng không? Cái này về, coi có cái đinh là chốt phát. Giờ bắt đầu mang máy tới Hàn cái bức. Không, mai đi, mai đi chứ về mai nên nói với gì đi, thì gì để gì ở nhà mở cửa cho em. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.